Ở Hà Nội có bao nhiêu hàng phở, không ai biết nữa. Nhưng hàng phở nổi tiếng đến mức phải xếp hàng đợi đến lượt để thưởng thức, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàng phở trên phố Bát Đàn, với lịch sử lâu đời này, sáng nào cũng vậy. Với một cảnh tượng quen thuộc, người ăn phở đủ mọi thành phần, lặng lẽ và trật tự xếp hàng đợi đến lượt mình. Khách quen dù đi xa lâu ngày, vẫn không quên hương vị, cũng như thói quen độc đáo này. Bác ăn từ năm mươi mấy tuổi và bây giờ bác sáu mấy tuổi rồi. Bác vào Sài Gòn sống ba mươi mấy năm. Khi nào mà cứ ra Hà Nội thì bác lại tìm đến đây. Ở đây phở người ta thái từ nguyên một cái tảng thịt chín ra cho nên nó rất là thơm. Nếu như mà họ cứ giữ được cái nề nếp mà phải ăn phở, phải xếp hàng như thế này là hiếm. Đối với không ít người sống tại Hà Nội, việc dùng một bữa sáng và phải xếp hàng lâu như vậy là điều khó chấp nhận. Thế nhưng trong con mắt của những người mới tới thăm Hà Nội thì đó lại là một điều vô cùng thú vị, một biểu hiện của sự văn minh. Đối với thế giới thì xếp hàng đó là một cái nét văn hóa rồi, và người Việt Nam của chúng ta là cũng phải như thế thôi. Và điều đó chứng tỏ rằng là người Hà Nội vẫn còn giữ được cái sự thanh lịch. Phở là món ăn tinh hoa của Việt Nam. Phở Hà Nội lại là đại diện tiêu biểu cho những nét tinh túy đó. Trong thời đại mà thức ăn nhanh lên ngôi, phở xếp hàng chưa khi nào phải bận tâm cạnh tranh với thứ đồ ăn khác. Âu cũng là một nét bản sắc của Hà Nội, không bị trộn lẫn bởi bất cứ thứ gì.